Tây Ban Nha xưng vương Euro 2024, lập kỷ lục vô địch nhiều nhất lịch sử. Jude Bellingham trút giận lên tủ đựng đồ uống sau thất bại ở Euro. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức Euro mới nhất. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trận chung kết Euro 2024 đã kết thúc với màn trình diễn thăng hoa của đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Anh tại sân vận động Olympic ở Berlin. Trận đấu căng thẳng và đầy kịch tính, Tây Ban Nha đã xuất sắc giành chiến thắng 2-1 lên ngôi vô địch châu Âu. Với chiến thắng đầy kịch tính và ngoạn mục này, đội tuyển Tây Ban Nha đã đăng quang ngôi vô địch Euro 2024, ghi dấu thêm một kỳ tích nữa trong lịch sử bóng đá châu Âu. Đội tuyển Anh, dù thi đấu đầy cố gắng, đã phải chấp nhận thất bại trong trận đấu cuối cùng. Trong trận chung kết Euro 2024, một trận cầu hấp dẫn đã được Tây Ban Nha và Anh tạo ra. Kết quả chung cuộc thuộc về Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 và lên ngôi vô địch. Trận chung kết bùng nổ trong hiệp 2. Sau màn mở tỷ số của Nico Williams bên phía Tây Ban Nha, đội tuyển Anh đã gỡ hòa nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Cole Palmer. Đã có lúc người ta nghĩ đến hiệp phụ thì tiền đạo vào sân thay người Mikel Oyarzabal của Real Sociedad đã lên tiếng. Xuất phát từ đường tạt bóng của Marco Cucurella, Oyarzabal đệm bóng cận thành, đánh bại thủ thành Jordan Pickford, mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Chức vô địch Euro 2024 đánh dấu sự trở lại của bóng đá Tây Ban Nha sau thời kỳ thống trị của thế hệ vàng với 3 chức vô địch quốc tế liên tiếp Euro 2008, 2012, World Cup 2010. Đồng thời đây là giải đấu chứng kiến sự ra đời của những tài năng trẻ tuổi như Nico Williams, 22 tuổi và Lamine Yamal, 17 tuổi. Cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong trận chung kết Euro hoặc World Cup, phá vỡ kỷ lục của huyền thoại người Brazil Pele lập ra vào năm 1958. Tuyển Tây Ban Nha đã trải qua một giải đấu hoàn hảo. Họ giành chiến thắng tất cả 7 trận đấu, ghi tổng cộng 15 bàn thắng. Thành tích tốt nhất lịch sử Euro, vượt qua kỷ lục của Pháp thiết lập vào năm 1984. Đối với tuyển Anh, đây là một thất bại cay đắng khi họ lại một lần nữa để tuột mất chức vô địch Euro, nối dài cơn khát danh hiệu kéo dài 58 năm của bóng đá nam nước này. Huấn luyện viên Gareth Southgate đã gây thất vọng sau khi thua trận chung kết thứ 2 liên tiếp ở Euro. Khi được hỏi về tương lai của mình sau trận đấu, ông Southgate phát biểu, "Tôi không nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định như vậy. Tôi cần phải nói chuyện với những người liên quan, còn bây giờ chưa phải lúc." Southgate nói thêm về màn trình diễn của tuyển Anh trong trận chung kết, rằng Tây Ban Nha là đội bóng hay nhất giải đấu. "Chúng tôi không kiểm soát bóng đủ tốt, chúng tôi vẫn có cơ hội cho đến 10 phút cuối cùng. Tôi thực sự thất vọng cho tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ thiếu may mắn một chút. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và không bị đánh bại cho đến tận những phút cuối cùng. Tôi chỉ nghĩ rằng Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu tốt hơn đêm nay." Mặc dù đội tuyển Anh thua Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024, nhưng thủ môn Jordan Pickford vẫn ca ngợi huấn luyện viên Gareth Southgate. Thủ môn Pickford phát biểu trên ITV rằng, "Chúng tôi có một hành trình tuyệt vời và hy vọng huấn luyện viên Southgate sẽ ở lại, vì ông ấy là huấn luyện viên xuất sắc nhất của đội tuyển Anh từ trước đến nay. Khi nhìn vào lịch sử, chúng tôi chưa vượt qua được ranh giới, nhưng việc vào được 2 trận chung kết, 1 trận bán kết và 1 trận tứ kết trong 4 giải đấu lớn liên tiếp là một thành tích tuyệt vời." Trái ngược với huấn luyện viên Gareth Southgate, huấn luyện viên Luis de la Fuente tỏ ra vui mừng sau khi đội bóng xứ bò tót vô địch Euro 2024 sau 12 năm. Ông nói rằng, "Tôi cảm thấy không có gì hạnh phúc hơn khi được chứng kiến các cổ động viên, các cầu thủ ăn mừng trước vô địch. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, nơi một tập thể thực sự đăng quang. Đối với tôi, các cầu thủ Tây Ban Nha là những người xuất sắc nhất thế giới." Ngoài chức vô địch châu Âu lần thứ 4 trong lịch sử, đội tuyển Tây Ban Nha còn thống trị các giải thưởng cá nhân tại Euro 2024. Euro 2024 chắc chắn là giải đấu thành công hoàn hảo của bóng đá Tây Ban Nha. Tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu lần thứ 4 trong lịch sử, còn các cầu thủ của họ giành hết các giải thưởng cá nhân cao quý. Đầu tiên, cầu thủ Rodri được ban tổ chức Euro bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Vài tháng sau khi cùng Man City vô địch ngoại hạng Anh, tiền vệ 28 tuổi lại vô địch Euro. Giải đấu Anh đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Tây Ban Nha. Rodri đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93% ở Euro 2024. Ngoài ra, Anh có trung bình 2,2 pha tắc bóng và 6,8 pha đoạt lại bóng mỗi trận. Đây là một kỳ Euro ấn tượng và thành công lớn với Rodri. Tiền vệ của Man City chắc chắn đã ghi điểm quan trọng trong mắt giới chuyên môn trong cuộc đua giành quả bóng vàng năm 2024 với một danh hiệu lớn đi kèm với đóng góp lớn của anh vào ngôi vô địch châu Âu của tuyển Tây Ban Nha. Tiếp nữa, Lamine Yamal giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024.
Sao mai của Barca hoàn toàn xứng đáng với sự tôn vinh này. Với lối chơi kỹ thuật, tốc độ, German trở thành vũ khí tấn công lợi hại ở hành lang phải của tuyển Tây Ban Nha và anh liên tiếp lập kỷ lục. Đầu tiên, German trở thành cầu thủ trẻ nhất từng chơi ở một vòng chung kết Euro khi anh ra sân trong trận mở màn của Tây Ban Nha trước Croatia khi mới 16 tuổi 338 ngày. Sau đó, German lại trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại World Cup hoặc Euro với siêu phẩm trong trận bán kết gặp tuyển Pháp khi anh mới 16 tuổi 362 ngày. Ở trận chung kết gặp tuyển Anh, Lamine Yamal lại đá chính và trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự trận chung kết của giải đấu lớn World Cup, Euro hoặc Copa America trong lịch sử khi mới 17 tuổi và một ngày, vượt qua kỷ lục trước đó do vua bóng đá Pele nắm giữ khi huyền thoại quá cố này ra sân cho tuyển Brazil tại World Cup 1958, lúc ông 17 tuổi và 249 ngày. Yamal đóng lại kỳ Euro hoàn hảo trong sự nghiệp của mình với một bàn thắng và 4 kiến tạo, trong đó có pha kiến tạo cho Nico Williams mở tỷ số ở trận chung kết Euro 2024, trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một kỳ Euro. Cuối cùng, để làm cho giải đấu của tuyển Tây Ban Nha trở nên hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn được nữa, thì Dani Olmo cùng chia sẻ giải thưởng vua phá lưới của giải đấu với 5 cầu thủ khác gồm Harry Kane tuyển Anh, Cody Gakpo Hà Lan, Jorg Mikotase của Georgia, Jamal Musiala của Đức và Ivan Skrans của Slovakia. Tất cả cùng ghi được 3 bàn thắng trên đất Đức. Thưa quý vị, đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã phải chịu một thất bại khác ở chung kết khi đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate thua Tây Ban Nha trong trận chung kết Euro 2024. Bất chấp thành tích ghi bàn đáng nể, Kane không thể giành được danh hiệu nào cùng Tottenham, dẫn đến những đồn đoán về lời nguyền Harry Kane. Đồn đoán đó một lần nữa được nhắc lại khi Harry Kane cùng đội tuyển Anh bại trận ở chung kết Euro 2024. Tính đến nay, Kane đã thua toàn bộ 6 trận chung kết trong sự nghiệp. Sau trận chung kết thất bại trước đội tuyển Tây Ban Nha, Kane chia sẻ rằng thua trận chung kết thật sự là cảm giác rất khó khăn. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt để trở lại trận đấu và gỡ hòa, nhưng chúng tôi không thể tận dụng động lực để tiếp tục. Chúng tôi không thể giữ được bóng và bị trừng phạt, điều đó không thể đau đớn hơn trong một trận bóng đá. Chúng tôi đã không giữ được cường độ như cũ, cầm bóng không đủ tốt. Đây là giai đoạn cuối của giải đấu, sự mỏi mệt về thể chất và tâm lý. Chúng tôi đã có cơ hội ghi bàn gỡ hòa ở cuối trận, nhưng họ đã chặn nó trên vạch vôi, điều đó thực sự đáng thất vọng. Đây thật sự là một giải đấu khó khăn. Chúng tôi rất muốn chiến thắng vì bản thân, người hâm mộ và tất cả những người đã tin tưởng chúng tôi suốt chặng đường. Ngay bây giờ, chỉ có sự thất vọng to lớn. Đội tuyển Anh một lần nữa nếm trải thất bại ở chung kết Euro 2024. Jude Bellingham đã không giấu được sự tức giận sau thất bại đầy kịch tính của tuyển Anh trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024. Bàn thắng ở phút thứ 86 của Mikel Oyarzabal giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 để đăng quang giải đấu. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, tất cả cầu thủ Anh đều tỏ ra bàng hoàng, đặc biệt là Jude Bellingham. Anh lao ra khỏi sân, tung cú đá mạnh vào thùng đựng nước giải khát thể hiện sự phẫn nộ. Sau đó, Bellingham ngồi trên băng ghế dự bị, nhìn về phía sân cỏ với vẻ mặt thất thần. Bellingham cuối cùng đã trở lại sân cỏ và được đội trưởng đội tuyển Anh là cầu thủ Harry Kane và huấn luyện viên Gareth Southgate an ủi. Tuy đã lấy lại bình tĩnh khi nhận huy chương, nhưng nỗi buồn của Bellingham vẫn hiện rõ. Cũng như nhiều cầu thủ thất bại trong trận chung kết, anh nhanh chóng tháo bỏ huy chương. Bellingham đã góp công vào bàn gỡ hòa cho tuyển Anh sau khi Nico Williams đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. Nhận đường truyền từ Bukayo Saka, Bellingham dù mất thăng bằng nhưng vẫn có pha kiến tạo đẳng cấp cho Cole Palmer ghi bàn gỡ hòa. Bên cạnh đó, Bellingham cũng đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào chung kết của tuyển Anh. Cú mắc bóng tuyệt đẹp của anh giúp gỡ hòa cho đội nhà trong trận gặp gỡ Slovakia ở vòng 16 đội, đưa trận đấu sang hiệp phụ trước khi giành chiến thắng. Khép lại Euro 2024, Bellingham có cho mình 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Mặc dù thua ở chung kết Euro 2024, đội tuyển Anh và huấn luyện viên Gareth Southgate đã thiết lập kỷ lục đáng quên. Vào rạng sáng ngày 15 tháng 7, đội tuyển Anh thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024. Đội tuyển Tây Ban Nha chơi lấn lướt hơn và ghi 2 bàn thắng nhờ công của Nico Williams và Mikel Oyarzabal ở các phút thứ 47 và 86 để giành chức vô địch. Với thất bại này, Anh là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử thua 2 trận chung kết liên tiếp tại Euro. Ở Euro 2021, đội tuyển Anh thua Ý 2-3 ở loạt đá luân lưu. Trong khi đó, ông Southgate cũng là huấn luyện viên đầu tiên thua liên tiếp 2 trận chung kết Euro với đội tuyển Anh. Trong lịch sử, đội tuyển Anh mới chỉ có một danh hiệu lớn là chức vô địch World Cup vào năm 1966. Kể từ đó, tổng cộng 29 kỳ World Cup và Euro dành cho Nam đã diễn ra cho đến năm 2021. Đội tuyển Anh chưa bao giờ lọt vào chung kết.
Cổ động viên Anh có quá nhiều lần bị tổn thương khi đội bóng con cưng của họ gục ngã ở các giải đấu lớn, đặc biệt là hai trận chung kết nói trên. Và có cả những năm đội tuyển Anh thậm chí không thể dự các giải đấu lớn khi họ không vượt qua vòng loại World Cup năm 1994 và Euro năm 2008. Tại Euro năm 2024, tuyển Anh chỉ có một trận chơi thuyết phục là trận thắng Hà Lan 2-1 ở bán kết Euro 2024. Ở các trận đấu trước đó tại vòng bảng và cả trận chung kết, đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate bộc lộ nhiều vấn đề. Nhiều người nhận định huấn luyện viên Southgate quá thực dụng và biến đội tuyển Anh trở nên nhàm chán. Những chỉ trích sẽ tiếp tục hướng về ông Southgate sau trận thua ở chung kết Euro 2024. Thưa quý vị, ngoài việc ca ngợi đội nhà, báo giới Tây Ban Nha không quên nhắc lại nỗi đau của đội tuyển Anh sau trận chung kết Euro 2024 trên sân Olympic Berlin Đức vào sáng 15 tháng 7. Ở trận chung kết Euro 2024, Tây Ban Nha đánh bại Anh 2-1 nhờ các bàn thắng của Nico Williams và Oyarzabal. Nỗ lực của Cole Palmer chỉ giúp Tam Sư có được bàn thắng danh dự và người Anh một lần nữa thất bại ở trận chung kết Euro. Sau trận đấu, nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, Marca, không quên châm chọc đội tuyển Anh với dòng tít. Đúng thế, bóng đá đã về nhà. Tờ Marca không quên ca ngợi màn trình diễn của đoàn quân huấn luyện viên De La Fuente. Sau 12 năm, bóng đá đã về nhà, nhưng không phải Anh mà là Tây Ban Nha. Cả châu Âu đang ở dưới chân chúng ta sau trận chung kết xuất sắc. Tuyển Anh lần thứ hai liên tiếp về nhì ở sân chơi Euro. Nhiều thời điểm tưởng như Tây Ban Nha đã không gặp may mắn khi nhiều cơ hội bị bỏ lỡ và Rodri rời sân do chấn thương. Những bản lĩnh của nhà vô địch đã giúp đoàn quân huấn luyện viên De La Fuente chiến thắng. Nếu các chân sút may mắn hơn, Tây Ban Nha đã có thể thắng đậm tuyển Anh. Những chiến thắng trước Berlin cũng mang lại lịch sử cho bóng đá Tây Ban Nha với 4 lần vô địch châu Âu.